Ngày hôm qua buổi chủ nhật ngày hôm qua thì mình có một buổi chạy dài 20 cây, và từ cái đợt chạy giải EcoPark tháng 4 đến giờ thì mình mới chạy lại những cái dòng kiểu Vaporfly nít phần trăm. Mình buổi ngày hôm qua thì mình dùng cái bản Vaporfly nít phần trăm bản xanh xanh chuối này để mình chạy. Thì cũng cái buổi ngày hôm qua thì có một anh khách anh ấy nhận bảo với mình là chạy cái dòng này có chấn thương không em. Thì cái này thì rất là khó nói, nhưng có một điều mình khẳng định với anh em, nó sẽ chấn thương đối với những em nào mà chân bị bẹt và cố gắng sử dụng cái đôi này để chạy. Ví dụ như mình chân mình khá là bẹt bẹt nhẹ thôi, chưa đến mức nặng, nhưng mà để mình có thể chạy được cái con này thì trong quá trình chạy mình đã phải gọi là chỉnh cái dáng của mình. Tức mất khoảng khoảng 5 đến 10 cây để mình có thể chỉnh cái dáng của mình nó phù hợp nhất để chạy con này. Còn không, nếu mà tức là nếu mà anh em bị chân bẹt thì anh em phải dùng kỹ thuật, có kỹ thuật chạy để có thể là làm quen được với cái dòng này để tránh những chấn thương. Còn với những anh em nào vòm chân bình thường, mà vòm chân cao và chân bình thường ấy, tức là cái hõm ở chân nó cao và nó không bị bẹt ra giống mình, thì có thể là dùng đôi này vô tư và không lo được cái vấn đề về chấn thương. Còn nếu mà anh em nào mà cố gắng chân bị bẹt và cố gắng sử dụng cái đôi này, tức là cảm thấy là khi mà lên chân cái đôi này nó nòi, gọi là nó nòi cái thịt ra ấy, nó phình phình cái thịt ra ở đây, và anh em cố gắng sử dụng nó, thì chắc chắn điều đó chấn thương sẽ xảy ra, bởi vì là cái cách tiếp đất của anh em nó không được như ban đầu nữa. Tức là chân mình đang cố gắng để mà có thể là chạy, tức là mình cứ gồng lên đấy, mình không chạy theo cái bản năng của mình mà mình cứ cố gắng mình cứ tiếp đất theo 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 một cái cách mà nó không tự nhiên, thì điều đó sẽ xảy ra chấn thương. Nhưng mà nếu anh em bị nhẹ giống mình thì hoàn toàn có thể dùng được, nhưng với điều kiện là anh em phải phải quan sát để có thể là trong cái quá trình chạy mình phải quan sát cái chân của mình để mình tiếp đất sao cho nó phù hợp nhất, chứ không phải là mình cố gắng mình gượng gạo để tiếp đất nó lệch, nó không đúng theo cái sự thoải mái của mình, thì điều đó sẽ tránh chấn thương, sẽ gây ra chấn thương đấy. Thì một cái điều mình muốn chia sẻ với anh em khi mà chạy Vaporfly nick phần trăm với những anh em chân bẹt nhẹ giống mình, bẹt nặng thì cần phải chuyển sang những dòng của Đát, Adidas. Còn bẹt nhẹ giống mình thì trong quá trình chạy thì anh em nên quan sát để điều chỉnh cái dáng chạy của mình, điều chỉnh cái cách tiếp đất của mình sao cho nó thoải mái nhất, thì khi đó sẽ không chấn thương. Còn với những anh em nào chân bình thường, chân cái vòm chân nó bình thường ấy, không bị vấn đề gì, thì anh em cứ tiếp đất như bình thường và anh em chạy những cái dòng thi đấu thì cũng không vấn đề gì cả, không có chấn thương gì cả. Chấn thương thì mình cũng thấy ít anh em nói đến cái điều này, nhưng mà với những anh em chân bẹt mà không biết cách điều chỉnh, một là chuyển sang dòng giày khác, hai là điều chỉnh cái kỹ thuật chạy, cách tiếp đất cho nó phù hợp thì chắc chắn sẽ chấn thương. Đấy là một số chia sẻ của mình với những anh em chân bẹt sử dụng Vaporfly Nix phần trăm hay là Alphafly Nix phần trăm, thì chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó. Còn với những anh em là chân bình thường thì sẽ chạy vô tư, còn với những em chân bẹt thì cần điều chỉnh một số cái đó để có thể là chạy một cách thoải mái nhất nhé. Rồi ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em tại một video khác của The Chu Dog Shop.